Trả lời cho tôi đi ông Phan Văn Mãi. Ông đối với vợ chồng tôi như vậy thì ông tốt với nhân dân chỗ nào? Nếu không vì những người ủng hộ cuồng nhiệt điên cuồng như thế này, những kẻ tung hô không biết điểm dừng như thế này, thì Nguyễn Phương Hằng đâu có ảo tưởng sức mạnh, đâu có hăng máu để chửi ông Phan Văn Mãi mạnh miệng như thế này. Chính những con người này đã đẩy Nguyễn Phương Hằng vào tù. Để rồi con nhớ mẹ, mẹ nhớ con như thế này phải không các anh chị? Nghe một cái đoạn cao trào hưng phấn, Nguyễn Phương Hằng đã chửi ông Phan Văn Mãi như thế nào? Để rồi bà sẽ vào tù mãi mãi. Các anh chị hãy giúp mình share clip này càng nhiều càng tốt, để những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng bây giờ có còn tiếp tục ủng hộ nữa hay là không? Chửi như thế này có đáng bị bắt hay là không nha? Trả lời cho tôi đi ông Phan Văn Mãi. Ông đối với vợ chồng tôi như vậy thì ông tốt với nhân dân chỗ nào? Quê hương ông còn đó, người dân còn chứng kiến bao nhiêu điều ở đó, hơi ấm chúng tôi còn đó. Ông phủi sạch. Vậy thì khi ông lên ông điều hành đất nước này thì có phải là một sai lầm không? Đây là cách mà tôi đánh động cho Trung ương để nhìn nhận về một nhân cách, một con người có trái tim hay không. Tôi là một người phụ nữ, tôi cũng chưa bao giờ xử sự như ông. Chứ đừng nói gì một người như ông, quê hương ông, những lúc ông cần ông đối đãi với chúng tôi như thế nào. Bây giờ ông phủi sạch và ông quên hết là bởi vì ông nghĩ rằng là ông quá to rồi. Nếu tôi không nói ra, Trung ương mà chọn ông vào những cái vị trí lãnh đạo cao cấp nhất thì thua luôn. Đây là một minh chứng đây. Xong phim luôn, phải không các anh chị? Chỉ cần cái câu đó thôi. Cái câu cuối cùng, cái câu cao trào nhất. Nếu như tôi không đánh động mà Trung ương chọn ông vào các vị trí lãnh đạo cao cấp thì thua luôn. Chỉ cần cái câu nói đó thôi là T30 thẳng tiến. Các anh chị nào đồng ý với mình vì những câu nói này mà Nguyễn Phương Hằng được chụp mũ sớm nhất và đưa vào T30 sớm nhất hay không? Cho mình một chia sẻ, một lời bình luận. Nhớ share các clip này càng nhiều càng tốt để cho Trung ương nhìn thấy được. Nhanh các anh chị!